Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo tin mừng nước Thiên Chúa. Cùng đi với người có nhóm 12 và mấy người phụ nữ đã được người trừ quỷ và chữa bệnh. Đó là bà Maria, gọi là Maria Magdala người đã được giải thoát khỏi bảy quỷ. Bà Joanna, vợ ông khu gia, quản lý của vua Herode, bà Susanna và nhiều bà khác nữa. Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức giê -xu và các môn đệ. Kính thưa ông bà và anh chị em! trong một dịp trả lời cho tờ báo La Croix trên chuyến bay từ Rio de Janeiro về Roma Đức thánh cha Francisco của chúng ta đã nói như thế này: Không có phụ nữ, giáo hội mất đi sức phong phú của mình. Vì chưng, một giáo hội không có các phụ nữ cũng giống như đoàn tông đồ không có mẹ Maria. Vai trò của phụ nữ không chỉ là người mẹ trong gia đình mà còn là hình ảnh của Đức Maria đấng làm cho giáo hội sinh ra và lớn lên. Câu nói của Đức Thánh Cha lúc đó làm cho tôi nhớ đến những khuôn mặt của các người phụ nữ mà tin mừng Thánh Luca hôm nay đề cập đến. Có thể thấy trong hành trình rao giảng tin mừng cứu độ của Chúa Giêsu, ngoài 12 tông đồ được Chúa tuyển chọn, huấn luyện và sai đi thì chúng ta còn gặp thấy một số người phụ nữ cho dù địa vị họ có thể rất khác nhau như thế nào Nhưng một điểm chung của họ đó là phục vụ Phục vụ trong yêu thương Thật vậy những người phụ nữ này đã giúp đỡ Chúa Giêsu bằng nhiều cách khác nhau. Gánh cho Chúa một lời nói khi người ta vu khống đi với Chúa một đoạn đường khi Ngài lê từng bước vác thánh giá lên núi Can Vê hay lấy của cải của mình mà giúp đỡ Chúa Giêsu và các tông đồ. Như Chúa nói, khi Ngài đói họ đã cho Ngài ăn, Ngài khát họ đã cho Ngài uống, Ngài trần truồng họ cho Ngài mặc áo và Ngài bệnh họ viếng thăm ngài và ngài quả quyết rằng dù chỉ là nghĩa cử bé nhỏ âm thầm một khi đã được thực thi từ lòng mến thì nó trở nên cao cả một chiến nước lã đối với chúa lại là một chiến ân tình đặc biệt là trong số những người phụ nữ ở đây có một khuôn mặt hết sức quen thuộc. Đó là cô Maria Magdana, Madalena, người đã được Chúa chữa cho khỏi bảy quỷ và người phụ nữ tội lỗi được nhắc đến trong bài tin mừng hôm qua. Chắc chắn sự có mặt của bà có thể là một sự cản trở đối với Chúa Giêsu và các môn đệ khi mà người Do Thái vẫn cấm giao du với những người tội lỗi như bà vì luật ô uế. Thế nhưng trước mặt Chúa con người tội lỗi ấy vẫn có một giá trị độc nhất vô nhị vì bà là con cái của Thiên Chúa. Bởi vì chỉ có Chúa mới biết rõ thân phận của người phụ nữ này hơn chỉ biết về chính mình mà lời thánh vịnh chúng ta thường đọc. Lạy Chúa, Ngài dò xét và biết rõ, biết cả khi con đứng, con ngồi, con nghĩ tưởng gì, Ngài đã thấu suốt từ xa. Kinh thưa ông bà và anh chị em Chính vì thế Chúng ta đừng có ngần ngại Chạy đến với Chúa Khi biết Chúa Vẫn luôn mở rộng đôi tay Để mời gọi chúng ta đi sâu Vào sứ mệnh của Chúa Là tiếp tục rao giảng tin mừng Cử hành những việc thánh Mà Chúa đã Cách cấp đặc riêng cho những người này người kia đó là các linh mục tôi sĩ nam nữ những người khác được chú gọi con số đông hơn họ cùng cộng tác một phần vào công trình cứu độ của Chúa họ là những ban ngành đoàn thể trong giáo xứ của anh chị em số đông hơn nữa đó chính là tất cả những người giáo dân khi tô hữu với ơn gọi giáo dân họ cũng được phúc chúa gọi trở nên người khi tô hữu làm con thiên chúa như thế cho dù được chúa chọn hay chúa gọi tất cả chúng ta đều là con cái của thiên chúa là môn đề của chúa tất cả chúng ta hãy chung tay góp công góp sức góp của góp lời cầu nguyện để làm cho nước chúa ngày càng lớn mạnh cùng đem tin mừng của chúa đến cho tất cả mọi người chưa biết chúa